Ngày 16 tháng 1, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe tải tông 5 học sinh bị thương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 25 phút cùng ngày, tài xế Bùi Phi Long, 28 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 91 hướng Long Xuyên, Châu Đốc. Khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú thì Long ngủ gật dẫn đến mất lái lao xe vào lề, rồi tông một người dân và một học sinh lớp 10 đang điều khiển xe máy cùng 4 học sinh khác đang đứng mua bánh mì. Cú tông khiến 6 người bị thương, trong đó có 3 em học sinh bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Châu Phú phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.